Công ty Nhôm đúc Nam Định xin gửi lời chào trân trọng nhất và xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Là đơn vị đi đầu trong sản xuất nhôm đúc, công ty Nhôm đúc Nam Định tự hào cung cấp các sản phẩm nhôm đúc cùng dịch vụ thiết kế thi công những công trình như sau: cửa cổng, cầu thang, hàng rào, lan can, bông gió, ốp trụ cổng, cột điện bằng chất liệu nhôm đúc. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư năng động sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, kết hợp đội ngũ công nhân kỹ thuật, các nghệ nhân tay nghề cao, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo uy tín, chất lượng. Mọi thông tin quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ website www.nhomduc.namdinh.net. Nhôm đúc tại Hoàn Kiếm, đây là lò nấu nhôm. Sau khi các bác đặt hàng thì em về đi mua nguyên liệu. Đây là quá trình xúc cát chân không. Như tạo khuôn rồi thì mình đang cho lên khuôn rồi tạo khuôn rồi nối nhôm đổ nhôm vào khuôn. Các bác ở Hoàn Kiếm mà có muốn làm về phần nội thất về nhôm đúc thì hãy liên hệ để lại số điện thoại để anh em thi công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.